Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức Covid-19 mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống được cập nhật thường xuyên liên tục. Thưa quý vị, liên quan đến ổ dịch quốc oai, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội nhận định, đây là ổ dịch phức tạp, chưa rõ nguồn lây và có rất nhiều F1. Ổ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Quốc Oai hiện diễn biến phức tạp, chưa rõ nguồn lây, chưa rõ F0, trong khi F1 lại đông. Vì vậy địa phương phải khẩn trương nhanh chóng xác định được hết F1 khoa học, hợp lý, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Đồng thời địa phương cần tuyên truyền sao để người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, không hoang mang, lo lắng. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội nói tại buổi làm việc với huyện Quốc Oai chiều 24 tháng 10. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho rằng huyện Quốc Oai bước đầu kịp thời khoanh vùng, truy vết được các trường hợp liên quan. Tuy nhiên đây là ổ dịch tương đối phức tạp, biến chủng virus mới, khả năng lây lan nhanh, nên tinh thần chỉ đạo của huyện phải có chiến lược đồng bộ, từ điều tra truy vết, cách ly, khoanh vùng dập dịch, đến tiêm chủng và dịch đến đâu dập đến đó, hạn chế tối đa trường hợp F1 trở thành F0. Huyện cũng cần tiếp tục triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho người tiêm mũi 1 đủ thời gian và tiêm mũi 1 cho các trường hợp trong quá trình di biến động dân cư chưa tiêm. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai, tính đến 20 giờ ngày 24 tháng 10, ổ dịch trên địa bàn ghi nhận tổng cộng 12 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó 7 ca được CDC Hà Nội công bố tối qua. Các chỉ điểm là người phụ nữ 40 tuổi trú tại xã Sài Sơn. Ngày 21 tháng 10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu, sốt nhẹ. Đến ngày 23 tháng 10, cùng chồng tới bệnh viện Đa khoa Quốc Oai khám. Cả hai test nhanh dương tính. CDC Hà Nội sau đó trả kết quả người vợ khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 chưa bao giờ địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm như vậy, khiến người dân trong tâm dịch có phần hoang mang. Hiện, huyện Quốc Ai tạm thời phong tỏa 5 khu dân cư và 3 đơn vị gồm trụ sở công an, tòa án nhân dân huyện và ủy ban nhân dân thị trấn Quốc Oai. Trong đợt dịch thứ tư, kể từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 4.166 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1.615 ca cộng đồng và 2.551 người được cách ly. Ngay sau khi phát hiện 7 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có cán bộ tòa án, thư ký, thẩm phán công tác tại tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, trưởng công an huyện Quốc Oai, trưởng công an thị trấn và bí thư đảng ủy thị trấn Quốc Oai. Lực lượng chức năng đã lập hàng rào phong tỏa tạm thời chủ sở tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội và nhiều địa điểm liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 mới phát hiện trong cộng đồng. Sau khi xác định chùm lây nhiễm mới, ban chỉ đạo sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện Quốc Oai đã triệu tập họp trực tuyến cả sáng và chiều với các xã, thị trấn để đánh giá tình hình và triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh. Sau khi tiếp nhận kết quả khẳng định 7 ca dương tính tại thị trấn Quốc Oai, xã Sài Sơn và xã Thạch Thán, huyện đã liên hệ với CDC Hà Nội và các cơ sở điều trị, đưa 7 F0 đến các cơ sở điều trị theo quy định. Tính đến chiều 24 tháng 10, đã xác định 177 trường hợp F1, hiện đã được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly ở trường Trung học phổ thông Quốc Oai điểm cũ và trường Trung học phổ thông Quốc Oai mới. Mặt khác, huyện Quốc Oai đã tiến hành tạm phong tỏa những khu vực làm việc, nơi ở của các bệnh nhân để phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan. Cụ thể tại xã Thạch Thán tổ chức phong tỏa, cách ly y tế đối với 6 hộ dân xung quanh gia đình có F0 tại xóm 11. Xã Sài Sơn tổ chức 3 khu vực phong tỏa, cách ly y tế. Khu 1 gồm 12 hộ dân xung quanh gia đình F0, NPN tại xóm Tây, thôn Đà Phúc. Khu 2 gồm 8 hộ xung quanh gia đình F0, NTT tại xóm Tân Hòa, thôn Đà Phúc. Khu 3 gồm 10 hộ xung quanh gia đình F0 NHT tại xóm 1 thôn Sải Khê, xã Sải Sơn. Tại thị trấn Quốc Oai tổ chức khu vực phong tỏa cách ly y tế gồm 10 hộ dân xung quanh gia đình F0 NDD từ trung tâm dân số đến phòng tài chính kế hoạch. Cùng với đó yêu cầu công an huyện, tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, ủy ban nhân dân thị trấn Quốc Oai thực hiện phong tỏa tạm thời trụ sở đơn vị. Gửi thông báo các địa điểm, thông tin ca mắc COVID-19 đến các cơ quan liên quan, các địa phương liên quan để phối hợp truy vết. Liên quan đến chùm ca bệnh tại Tòa án Nhân dân huyện Quốc Oai, lực lượng y tế đã truy vết được 269 F1, 760 F2 liên quan. Ngày 25 tháng 10, Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai đã ra thông báo khẩn tìm người đến trụ sở Tòa án Nhân dân huyện từ ngày 11 đến ngày 24 tháng 10. Theo thông báo của Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai, tất cả những người đã đến Tòa án Nhân dân huyện Quốc Oai từ ngày 11 tháng 10 đến 24 tháng 10 năm 2021 – phải lập tức tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế xã hoặc thị trấn nơi cư trú để được tư vấn, hướng dẫn phòng chống dịch. Bên cạnh đó, tất cả người dân khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai, Nguyễn Trường Sơn cho biết, sau khi phát hiện 2 ca test nhanh dương tính, huyện đã chỉ đạo truy vết các trường hợp liên quan và lấy mẫu các trường hợp F0 nghi ngờ và các trường hợp F1 gửi CDC Hà Nội xét nghiệm. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 10, huyện Quốc Oai ghi nhận tổng số 10 trường hợp dương tính với COVID-19 và hai trường hợp F0 là người ngoài huyện liên quan đến chùm ca bệnh tại tòa án nhân dân huyện Quốc Oai. Qua điều tra đã truy vết được 269 trường hợp F1 760 trường hợp F2. Hiện huyện đã tổ chức khoanh vùng, phun khử khuẩn môi trường, tạm thời phong tỏa, cách ly y tế đối với 12 hộ dân xung quanh gia đình có F0 nghi ngờ. Gắn biển thông báo tại nhà nơi có ca nghi ngờ dương tính với Covid-19. Đồng thời ban hành quyết định phong tỏa, cách ly 5 khu vực là nơi ở của các trường hợp F0. Tổ chức đưa toàn bộ F1 đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung tại trường Trung học Phổ thông Quốc Oai điểm cũ và trường Trung học Phổ thông Quốc Oai mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai cho biết, huyện sẽ thần tốc điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các F0 và các ca F0 nghi ngờ, hướng dẫn thực hiện cách ly và theo dõi y tế tại nhà đối với các trường hợp liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Cùng với tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, tổ chức ra soát, truy vết và lấy mẫu các F và những trường hợp liên quan đến các trường hợp nhiễm, không để sót F1, F2, các trường hợp ho, sốt, khó thở, các ca nghi ngờ, các trường hợp trở về từ các vùng, tỉnh, thành phố có dịch trở về địa phương, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khẩn trương giả soát cán bộ, công nhân viên của đơn vị có liên quan đến các ca mắc COVID-19 hoặc tiếp xúc gần với các trường hợp F1 của các ca mắc COVID-19 để chủ động khoanh vùng, có phương án cách ly y tế. Quản lý chặt chẽ khu cách ly tập trung, giả soát, phân luồng các đối tượng cách ly theo nhóm, và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp F1. Tách các trường hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc trong nhóm F1, F2 để chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế và các phương án, kịch bản để đáp ứng kịp thời trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Covid của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại!